Nhân kỷ niệm 56 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, 44 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và bảo vệ tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot Ian Sari, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm với các cựu quân tình nguyện và cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia kết hợp ra mắt kỷ yếu sáng mãi tình hữu nghị Việt Nam Campuchia. Dự buổi tọa đàm có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Nhìn lại chặng đường 56 năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam Campuchia không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tại thành phố Đà Nẵng, chính quyền và nhân dân thành phố đã tích cực xuất tiến nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ hợp tác nhiều mặt với các địa phương của Campuchia như Battambang, Siem Reap Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có trên 5.000 cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện đã từng là những cán bộ chiến sĩ vào sinh ra tử, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần bảo vệ hòa bình cho nhân dân Campuchia, đồng thời bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Họ vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trên mặt trận mới, mặt trận ngoại giao nhân dân. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Đà Nẵng đã ra mắt kỷ yếu sáng mãi tình hữu nghị Việt Nam Campuchia kỷ yếu gồm 28 bài viết dưới thể văn xuôi và thơ dài 122 trang nói về quan điểm chủ trương đường lối đối ngoại song phương giữa hai nước hiện nay. Ngoài ra kỷ yếu còn có nhiều bài viết của các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia, đây là ấn phẩm ý nghĩa thể hiện vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân góp phần gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia.